để chủ tịch xã nhận hối lộ một ô tô và hơn 5 tỷ, trách nhiệm thuộc về ai? Công luận ở Việt Nam thấy rằng hầu như tất cả lãnh đạo các cấp trong bộ máy của Đảng và chính quyền đều tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm pháp luật. Từ hai nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất trong Đảng mới đây cùng bị mất chức do cáo buộc liên quan đến tham nhũng, đến các lãnh đạo cấp xã cũng tham nhũng tiền tỷ. Tờ báo Tuổi Trẻ loan tin về một lãnh đạo tại xã Phú Quốc nhận hối lộ tiền tỷ. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 27 tháng 4 đưa tin bắt nguyên chủ tịch xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc vì nhận hối lộ một ô tô và hơn 5 tỷ đồng. Bản tin cho hay với hành vi nhận hối lộ một xe ô tô và tiền mặt hơn 5 tỷ đồng, ông Du Việt Thanh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc đã bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam. Theo đó, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã bắt ông Du Việt Thành, 44 tuổi, vào lúc 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, Công an Phú Quốc đã mở rộng điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát hiện nguyên chủ tịch xã Cửa Cạn, Du Việt Thành đã nhận hối lộ để giả vờ không biết cho một số người phân lô bán nền đất rừng do nhà nước quản lý. Ông Du Việt Thành đã tiếp tay cho những người khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân hàng trăm tỷ đồng. Chuyện lãnh đạo cấp cơ sở, kể cả các viên chức, công chức cấp phường, xã đua nhau tham nhũng là điều mà ai cũng biết. Nhưng với cái chức quèn như chủ tịch xã Du Việt Thành mà nhận hối lộ một xe ô tô và tiền mặt hơn 5 tỷ đồng, hay chuyện nữ chủ tịch huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương ở Đồng Nai có 178 tỷ đồng trong tài khoản bị bốc hơi, cho thấy một sự hết sức bất thường về quy mô của tham nhũng vặt mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang vướng phải. Báo cáo của Bộ Công an cho biết trong năm 2023 đã có gần 6.000 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tức là tăng 11,6%, và 793 vụ phạm tội về tham nhũng chức vụ, tăng 51,6%. Nổi cộm là các vụ tham nhũng bị đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi và chỉ đạo, như các vụ FEC, Tân Hoàn Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty Việt Á, Công ty IEC, v.v. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Điều đó cho thấy ngày càng có nhiều quan chức của Đảng tham nhũng và mức độ tham nhũng mỗi ngày một lớn hơn. Một khi thượng bất chính thì hạ tất loạn, vì đây là vấn đề mang tính quy luật. Công luận cho rằng tình trạng tham nhũng của đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay, từ chỗ cấp nhỏ thì ăn nhỏ, cấp lớn thì ăn lớn, đến nay tiến tới tình trạng nhỏ ăn lớn, lớn ăn lớn nhưng cũng không tha nhỏ. Đúng như lời than vãn của cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan rằng, cán bộ ăn không chừa cái gì của dân. Đó là lý do vì sao công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng chống tham nhũng lại càng tăng. Khởi tố bắt giam mãi vẫn không hết, bắt gần hết giới lãnh đạo nhưng các đồng chí chưa bị lộ vẫn không sợ và vẫn tiếp tục tham nhũng. Tới mức đã trở thành quy luật, số tiền nhận hối lộ tăng lên theo cấp bậc của lãnh đạo nắm giữ. Công luận cho rằng tham nhũng là một thực trạng cố hữu trong khu vực công, đã và đang làm xói mòn niềm tin của người dân. Đã có những bằng chứng cho thấy có sự liên kết móc nối, thậm chí bao che cho quan hệ và các hệ thống lãnh đạo cấp cao, mà đại án chuyến bay giải cứu là một điển hình như thế. Tham nhũng ở Việt Nam đã tràn lan đến mức mất kiểm soát, thể hiện qua cuộc đốt lò của ông Tổng Trọng với hàng loạt quan chức vào tù, lớn cả về số lượng quan tham lẫn quy mô về chức vụ và mức độ tham nhũng. Chỉ trong hơn 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội 13, đã có 5 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị phải thôi chức và chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng. Hàng chục ủy viên Trung Đảng bị kỷ luật và truy tố. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng chưa có một giải pháp chống tham nhũng nào phù hợp. Thể chế chính trị Việt Nam hiện nay không có tam quyền phân lập, không có tư pháp độc lập. Đó là nguyên nhân vì sao Đảng đóng vai trò vừa là quan tòa, đồng thời cũng là kẻ trộm. Ông Trọng đã chỉ thị đánh chuột không để vỡ bình bởi lý do như vậy. Muốn giảm thiểu tham nhũng, không chỉ cần phải có tam quyền phân lập, không có thể chế, cần có tư pháp độc lập, mà cần phải có sự giám sát từ người dân và các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Đồng thời phải bổ sung hình phạt nghiêm khắc hơn, với mức độ phạt bổ sung ít nhất
phải tương ứng với số tiền đã tham nhũng, đã thất thoát do lỗi cố ý. Quan trọng hơn, muốn chống được tham nhũng thì những người lãnh đạo cao nhất của Đảng thì phải dứt khoát không được tham nhũng, nhất là tham nhũng quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Đề chủ tịch cấp xã nhận hối lộ một ô tô và hơn 5 tỷ, trách nhiệm thuộc về ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao giá vé máy bay nội địa quá cao và trách nhiệm của Thủ tướng? Các đợt nghỉ lễ dài ngày là cơ hội để mọi người và mọi gia đình đi du lịch trong và ngoài nước. Nhưng năm nay, các tuyến bay nội địa đã tăng giá vé lên rất cao, ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như nhu cầu du lịch của người dân. Trong khi các tour du lịch đi miền Bắc có giá thấp nhất là 10 triệu đồng, thì tour đi Thái Lan trọn gói chỉ có 7 triệu đồng. Đây là một trong các lý do khiến nhiều du khách Việt Nam quyết định quay xe nói không với du lịch nội địa. Điều đó đã ảnh hưởng không ít đến tình hình du lịch tại trong nước, cũng đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn đã rất bết bát. Bản tin về giá vé máy bay nội địa trên báo Tuổi Trẻ. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 24 tháng 4 loan tin giá vé máy bay nội địa cao quá, vì sao như vậy? Bản tin cho biết không chỉ vào các kỳ nghỉ lễ Tết, thời gian gần đây giá vé máy bay nội địa luôn neo ở mức cao, gấp từ 2 đến 3 lần so với trước. Thậm chí có thời điểm giá vé máy bay nội địa ngang với giá đi tour du lịch tại Thái Lan. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một tổng giám đốc của một hãng hàng không cho biết, nguyên nhân giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam cao là do đặc thù của ngành hàng không, có rất nhiều giao dịch với các hãng nước ngoài, từ bảo trì dịch vụ, mua sắm tàu bay, thuê tài sản, thuê máy bay, thuê phi công, đến việc mua xăng vân vân đều chi trả bằng tiền đô la, trong khi tỷ giá đô la đã tăng mạnh thời gian gần đây. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, việc giá vé máy bay nội địa tăng quá cao là do sự thiếu liên kết giữa ngành hàng không và ngành du lịch cũng như chưa nhận được sự hỗ trợ trong các chính sách về thuế, phí từ chính phủ. Trong khi đầu tháng 4 năm 2024, chính phủ Thái Lan đã quyết định hỗ trợ các hãng bay giảm từ 3,8 đến 14% giá vé với một số tuyến nội địa trong dịp lễ hội té nước năm mới Songkran. Đồng thời, các hãng bay nội địa của Thái Lan cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, thậm chí giảm từ 15 đến 20% giá vé nhằm thu hút khách du lịch từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam sang Thái Lan trong mùa lễ hội này. Việc thu hút một lượng lớn khách du lịch sang có thể giúp Thái Lan, một chiến lược mà ngành du lịch quốc gia này đang nhắm đến phát triển. Các chuyên gia khẳng định xu hướng tới đây, giá vé máy bay toàn cầu sẽ tiếp tục tăng so với trước đây, chủ yếu do thiếu hụt máy bay, giá nhiên liệu và tỷ giá tăng cao cũng như thiếu hụt nhân sự. Giá vé máy bay nội địa Việt Nam tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch và nền kinh tế. Bình luận về nguyên nhân khiến giá vé nội địa ở các hãng hàng không Việt Nam tăng cao, nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập của tờ báo Tuổi Trẻ trong bài viết "Các hãng bay thế giới cạnh tranh nhau xít sao về giá vé" đăng trên trang web của nhà báo Vũ Kim Hạnh cho biết: sau con số 18 triệu khứ hồi ám ảnh, tôi tìm hiểu tiếp giá vé các hãng về các đường bay liên quan. Thì đây, 18 triệu đồng là giá vé khứ hồi London tới thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 tới bay với hãng China Airways. Và dĩ nhiên phải quá cảnh. Còn Turkmenistan Airlines là cái tên hàng không khá lạ lẫm, nước này trước thuộc Liên Xô cũ. Hãng bay này vừa đưa ra giá cũng khá lạ lẫm, 540 đô la, tức là 13,7 triệu đồng. Cho vé khứ hồi từ thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm châu Âu như London, Milan, Frankfurt. Theo tác giả, giá vé này chỉ bằng 30 đến 50% giá vé của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Đây là giá vé mang yếu tố thay đổi cuộc chơi của ngành du lịch lữ hành, khi giá tour châu Âu bị kéo tụt từ 70 đến 80 triệu đồng xuống còn ngưỡng thấp có 40 đến 50 triệu đồng. Trong khi đó, Việt Nam là thị trường hàng không thuộc top 20 của thế giới. Hai hãng như Vietjet Airways và Việt Nam Airlines xếp thứ 3 trong khu vực về năng lực bay. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang nghĩ điều gì?
nhưng yếu tố thay đổi cuộc chơi tức là cạnh tranh về giá, nhà báo Vũ Kim Hạnh đã cảm thán chua xót cho rằng hầu như các hãng Việt Nam đang tự do nhất thế giới, không sợ người tiêu dùng than vãn, không sợ kinh doanh thua lỗ, vì lỗ luôn có sẵn nơi bổ. Trong khi trên thế giới, ở các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ hay các nước châu Âu, việc định giá vé máy bay thường phải do sự kết hợp giữa khung pháp lý mạnh mẽ, thị trường cạnh tranh và mô hình kinh doanh hàng không sáng tạo. Như vậy, đã đến lúc cần đặt vấn đề về chính sách về giá cũng như tính minh bạch của ngành hàng không Việt Nam. Một điều đáng cay là đáp trả chính sách định giá vé tự do tùy tiện, du khách trong nước và quốc tế đã quyết định không sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam Airlines mà dùng các hãng bay quốc tế hoặc đi tàu hỏa đường bộ. Nhưng cuối cùng người Việt Nam phải móc túi ra để đóng thuế bù lỗ cho hãng hàng không Việt Nam Airlines rất dài. Và điều này chưa thấy có sự dừng lại. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vì sao giá vé máy bay nội địa quá cao và trách nhiệm của ông Thủ tướng ở đâu? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de